Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành khui hộp nhanh một cái máy handheld console có lẽ là hot nhất thời điểm hiện tại. Đó chính là Steam Deck. Nếu mà các bạn đã đặt máy vào năm ngoái thì có lẽ bây giờ các bạn đã nhận được máy hết rồi. Còn vừa mới đặt gần đây thì đâu đó vào quý 3 Valve sẽ ship máy đi cho các bạn. Nói sơ qua thông số của Steam Deck là máy sẽ sử dụng chip của AMD, RAM là 16GB. Hệ điều hành là SteamOS 3.0, dung lượng là 64, 256 với 512. Riêng cái Steam Deck của mình là 64GB. Và độ phân giải màn hình là 720, tần số quét là 60Hz. Màn hình sẽ có 7 inch, màn hình Steam Deck là 7 inch. Mình sẽ cho các bạn xem qua sơ qua cái hộp nhé. Không có gì đặc biệt. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp luôn nha các bạn. Đây là mình, đây, Steam Deck. Trên cái vỏ hộp là Valve sẽ khuyến khích cho các bạn chơi trên toilet hay là tàu điện ngầm, đặc biệt là toilet. Nhân vật chính của chúng ta sẽ nằm trong đây. Đây là cáp sạc. Máy sử dụng cáp sạc có cái đầu là USB-C. Sạc cáp sạc là 45W nha các bạn. Bỏ qua bên. Đây, nhân vật chính của chúng ta ở đây. Đóng gói cũng đơn giản ha. Đây là vỏ hộp khá là cứng đó, chắc lắm. Đây là cái quai cầm, đây là cầm thun này. Đây, nhân vật chính đây rồi. Hoa đẹp ha. Cầm rất chắc tay luôn nha các bạn. Đây là nút nguồn của máy và đây là một đầu USB-C. Đây có lẽ là cái loa. Đây là dây cắm tai nghe và đây là hai nút tăng âm lượng. Đây còn có thêm một cái dải loa nữa. Còn cái này có vẻ như là cái khe cắm thẻ nhớ hay sao á, mình cũng không rõ. Và bây giờ mình sẽ so sánh cái máy Steam Deck với lại cái One X player của mình. Anh đặt cả hai cái kế bên cho các bạn coi luôn nè. Khi đặt hai cái kế bên nhau thì mình thấy là cái One X player là nó to hơn rất là nhiều. One X player là có màn hình 8 inch. Mình thấy cái con Steam Deck này cầm chắc tay hơn nè. Steam Deck này sẽ có màn hình 7 inch.
Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái bài khui hộp nhanh của hôm nay ngày hôm nay. Thì nếu mà các bạn có ý kiến gì thì xin hãy để vào cái khung bình luận ở bên dưới nha. Ok, bye bye tất cả các bạn.